bị bệnh, hoặc là cho những người mà bệnh tật ở nhà. Thưa quý anh chị em như thế này, khi tôi trao cho anh chị em một cái thẻ cày, tôi trao bằng cả con tim của tôi trao bằng lời cầu nguyện của tôi cho anh chị em. Cho nên xin Chúa Kitô gỡ đi những cái đau khổ, đưa ánh sáng tới cho anh chị em. Cho nên những ai mà còn khả năng đến đây được thì cố gắng đến đây để nhận một cái cây đến lòng của chúng ta. Còn những ai mà không đi xin được thì chúng ta hãy cố gắng ta đi để chúng ta nhận ánh sáng lòng của chúng ta. Và mỗi người có điều cầu nguyện một cách đặc biệt cho từng người khi tôi trao một cây này kèm cho những anh chị em nào thì thế mà tôi không thể biết là như thế. Và tại sao bày khỉ lại phá cái hoài này?
chứ chỉ đi trái đường chứ. Cho nên bây giờ hồi đó còn sống nó là đốt đường, cho nên khỉ nó đi trái, cho nên giờ khi anh chết khỉ nó quậy ra. Thế thì như thế này, Ngọc Hoàng cũng chấp nhận ra là như thế này. Ngày kiếp thời anh còn sống, anh làm điều gì tốt thì bây giờ anh chết sẽ được cái chức làm vua, là anh che tượng Phật. Nhưng mà khi anh còn sống đó, anh đốt bài khỉ, cho nên bây giờ dù anh làm vua nhưng mà bài khỉ quay ra là nó làm cái đổ anh. Vậy bây giờ lại là vấn đề nói nhỏ cho anh em nghe. Một ông cha ông có gặp khó lên nha, có không? Có. Một ông vua có gặp khó có, mặc dù ông là ông đang làm nhưng mà ông gặp khó khó. Như vậy anh chị em thử nghĩ xem, một ông vua mà chúng ta biết được ông đang làm vua đó, nhưng mà ông bị nước này đánh chiếm, nước kia đánh chiếm, nước nọ đánh chiếm, thần dân không tuân phục ông, thì bây giờ ông phải nhìn lại đi, cái thời quá khứ ông đã làm cái gì mà tại sao bây giờ ông làm vua mà thần dân không tuân phục ông như vậy? Bây giờ từ cái câu chuyện đó mới trở lại chị em đây. Thì ngày hôm nay anh chị em sẽ không bao giờ gặp đói đất lan nhau bụi lặng ngày đó. Anh chị em nhìn những người già, anh chị em sẽ biết được quá khứ của họ như thế nào. Tại sao có những người già người ta được con cái tuân phục, người ta được cha mẹ an ủi dỗ về, già gần chết mà con cái nó đưa đi sang nước ngoài chơi. Còn có những người già bây giờ không tiền, không gạo, không cơm, không nước, không ai lo lắng hết. Thì anh chị em nhìn lại những cái con người đó, thời quá khứ họ đang làm cái gì và họ đã gieo những cái hạt giống gì? Trong Kinh Mừng có một câu, có một cái đoạn khi mà Chúa Giêsu rao giảng thì muốn giữ đến giết Chúa, đến bắt Chúa, thì khi mà muốn giữ đến bắt Chúa thì Phêrô rút một cái thanh gươm ra để chém đứt một cái tay ở bên phải của một tên trộm, tên lính của một vị thượng tế tên là Phanh Ngô. Tôi nói là một cái nhóm nắm đôi tay không? Thì khi mà Phêrô rút cái thanh gươm ra để chém đứt cái tay bên phải của tên Phanh Ngô là tên lính của một vị thượng tế đó, thì Chúa Giêsu nói với Phêrô sao? Xỏ gươm vào nhỏ đi, ai dùng gươm sẽ chết vì gươm. Vậy thì ngày hôm nay mà anh chị em gieo cái hạt cát thì ngày mai anh chị em sẽ gặt cái gì? Rồi ngày hôm nay anh chị em gieo hạt lúa thì ngày mai anh chị em gặt cái gì? Gặt lúa. Ngày hôm nay anh chị em gieo hạt sổ thì ngày mai anh chị em sẽ gặt hạt sổ. Ngày hôm nay anh chị em sẽ yêu thương bác ái người khác thì ngày mai anh chị em sẽ được người khác cũng một lần. Ở đời là như thế, lời Chúa dạy chúng ta khi dạy ta như thế, và gieo nhân sẽ gặt quả thôi anh chị em. Nếu chúng ta gieo những điều tốt lành thì chúng ta sẽ gặt được những trái ngọt. Nếu chúng ta gieo những điều xấu xa thì ngày mai này chúng ta sẽ gặt những cái đau đớn khổ sở vô cùng. Và không xa đâu anh chị em, và không xa đâu, sẽ thực hiện ngay trên cõi đời này trong cuộc đời của chúng ta. Nếu như ngày hôm nay, nếu như cách đây 10 năm mà tôi không lo ăn học thì ngày hôm nay tôi được làm linh mục không? Nếu như cách đây 10 năm mà tôi đi ăn chơi xa xỉ phú quý, bây giờ ngày hôm nay tôi được làm linh mục không? Không. Nếu như ngày hôm nay mà tôi sẽ không lo lắng như thế này thì ngày mai người ta coi tôi ra gì không? Rõ ràng, em nhìn lại đi. Anh chị em nhìn lại cuộc sống của mình đi. Tại sao mình đau khổ? Tại sao mình khó khăn? Tại sao mình đói đắng? Hồi nãy có một anh chàng thanh niên rất là tốt người chạy lại nói với tôi và còn khổ như nó không biết có bệnh gì mà trong người con nó đổ bệnh ra, trong nách trong lưng con nó đổ ra những cái thẹo. Tôi mới nghe một chứng bệnh rất là đặc biệt trong con anh em, tự nhiên nó đổ ra những cái thẹo, không dám nghĩ đâu. Nó lạ không? Ví dụ như trong mình nó đổ ra là lát biến hay là lan men hay là dời em, thì khi nó lành thì nó còn cái thẹo, mà tự nhiên trong mình nó lại đổ ra cái thẹo. Thì anh ta nói với tôi là trước đây con ăn chơi, con phung phí, con xa xỉ quá, bây giờ con tội lỗi quá rồi, con trở về với Chúa. Rõ ràng các em thấy chưa? Nếu như mà cuộc đời của chúng ta mà không nhớ về ông bà tổ tiên cha mẹ của mình thì ngày mai ai sẽ nhớ anh chị em đây? Ngày mai này ai sẽ nhớ anh chị em? Và nếu như ngày mai
thì cuộc đời của anh chị em sẽ đi về đâu nếu không có lòng Chúa thương xót che chở bảo vệ thúc đẩy anh chị em. Đó là cái tâm tình mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em trong chủ đề nhớ nguồn hôm nay, để rồi mỗi người chúng ta cùng cầu nguyện với nhau và chúng ta cùng xin Chúa ban phước lành để xin Chúa chúc lành gìn giữ tất cả thân mỗi người chúng ta. Và như anh chị em thấy Chúa Giêsu nói với một tên trộm là ngay hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta, mặc dù cái thằng này nó gieo những cái điều xấu điều ác đó, nhưng mà Chúa vẫn cho nó lên thiên đàng là bởi vì nó có lòng ăn năn. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta cũng gieo những điều ác đó, nhưng mà giờ chết chúng ta có ăn năn được hay không, điều đó mới là điều quan trọng. Tôi không biết rằng cái giờ chết của mình có kịp có thời gian để ăn năn, để xin tội hay không, để trở về với Chúa hay không. Cho nên mỗi người chúng ta có một cái giờ sáng tối ăn năn trở về với Chúa thì chúng ta đang cố gắng, chúng ta sáng tối chúng ta ăn năn, chúng ta làm những việc làm phước đức để anh em. Chúng ta đến với tôi nói là cha ơi, bây giờ con đã mang thai được 5 tháng rồi, nhưng mà bác sĩ siêu âm bác sĩ nói là em bé này nó bị nhũng não. Tại trong vòng 25 tháng mà bác sĩ kết luận là em bé này bị nhũng não. Anh chị em thấy, anh chị em đừng tưởng rằng mình bước ra đời rồi mình mới bệnh, mình bước ra khỏi bụng mẹ rồi mình mới bệnh. Có khi mình phải bị bệnh từ trong bụng mẹ nữa nè. Nhưng mà cái bệnh từ trong bụng mẹ này không phải là tự nhiên đứa con này nó bị ảnh hưởng tới bụng đâu. Nó biết cái gì đâu, nó biết cái gì đâu mà nó phải mang một cái đau khổ, một cái nghiệp trước, một cái đau như vậy. Do bởi chúng ta phải coi lại chúng ta thôi, chúng ta phải trả lại cuộc sống của mình thôi. Mình như thế nào mà con cái mình sẽ bị ảnh hưởng như vậy. Cho nên chỉ còn lòng Chúa thương xót sẽ là cái nơi bệnh viện cuối cùng của chúng ta. Chỉ còn lòng thương xót là cái nơi để mà che đậy, để bảo vệ, để giúp đỡ cho chúng ta thôi. Vì chúng ta sẽ nằm trong vòng tay êm đềm của Chúa thì chắc chắn Chúa sẽ giúp chúng ta. Lòng con không kêu ngân hai mộng, lòng con không kêu căng, mắt con không hề thưa mắt, chân con không chạy tìm những gì cao trong nước lao. Bao cao xa phương xứ, lòng con không hề mơ, chỉ ước mơ một điều. Tôi nói cái chỗ này đó chị em nghe nè, chỉ ước mơ một điều, sống trong tình thương mến của Ngài. Vậy mà chúng ta nói lại con, chúng ta đang cầu xin Chúa điều gì? Bây giờ tôi hỏi thử anh chị em coi, ở đây ai là người bất hạnh, giơ tay lên rồi. Ai là người đau khổ, xin giơ tay lên. Ai là người hạnh phúc, xin giơ tay lên. Không ai hạnh phúc nữa, có mình chị Linh hạnh phúc thôi, cả 400.000 người của mình chị hạnh phúc thôi, còn chưa bất hạnh đau khổ. Dạ, con đầu tiên là con mất tác dụng đa tính, là con mất tác cái đầu tư của con rồi. Rồi cái điều thứ hai là con còn một cái tiệm buôn bán ở ngoài đời Việt Nam, thì con nghĩ cũng còn cũng sẵn cho gia đình, không ngờ bị đánh tiêu sản, con mất thêm cái đầu cả. Thì con còn cái nghề đi dạy học, con nghĩ thôi là mưa thật tẻo này nhưng con sẵn cũng đủ. Không ngờ con cũng bị đuổi ra khỏi chỗ luôn, do đó con đã con bất hạnh. Chưa chấp nhận cho chị đi về, tức quá. Bây giờ chị có thấy cha từ không? Dạ thưa cha từ thì con có nghe. Đây. Bây giờ chị thấy không cha? Anh chị nghe kỹ nè. Bây giờ chị thấy không cha từ bằng ngang bắt đầu. Xin cha học cha. Như vậy có bất hạnh không anh chị em? Chị có thấy đường không? Chị biết cha bằng ngang bắt đầu là chị thấy đường đúng không? Vậy chị thấy đường thì chị có bất hạnh không? Bây giờ chị có một bữa đi ăn mấy đúng không? Thưa cha, một bữa ba ăn cơm. Vậy chị có bất hạnh không? Rồi, bây giờ chị đi từ bên nhà con em đi bộ qua là đi xe và đặt cổng chị đi. Thưa cha, con đi xe mà người ta bao chứ con không có tiền để đến đây à. Vậy chị có bất hạnh không? Chị có tự chị có bất hạnh không? Không gì cả. Bất hạnh, chị ơi.
tưởng là anh chị bất hạnh, nhưng mà có những người ta không thấy được, đúng không anh chị em? Có những người người ta bây giờ ngồi xếp lắm đi không được, có những người bây giờ người ta đau khổ quá trời, bây giờ người ta đã cũng thấy cái chân người ta không đứng lại được, mà chị còn thấy đường này, chị còn ăn được, chị còn đi được, chị còn nói chuyện được, chị còn lên đây biểu diễn được, thì đương nhiên là hay bất hạnh lắm. Thế thì bác đi đón năm nay anh làm cho gia đình anh, mà anh
một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi anh chị em ơi. Một cơn bệnh thôi là đủ biến anh chị em đi. Thì tôi nói anh này liền, bây giờ anh phải làm liền ngay tức khắc. Anh chia giá tài của cải cho vợ con đi, còn bao nhiêu tiền của hẹn đi cho người khác đi, hãy đi làm bác ái cho ai đó. Với mai ra cái phước đó mà anh đủ được cái phước thì anh sẽ được sống thêm một vài ngày rồi. Còn nếu mà anh không đủ phước rồi đó thì cái bác ái nó sẽ dẫn anh đi về thiên đàng. 38 năm nay nếu như mà anh làm phước bố thí, làm công quả cho nhà thờ, giúp đời, giúp đạo, giúp cho mọi người được hạnh phúc thì chưa chắc gì anh bị lẫn cái bệnh ung thư này. Nhưng mà những 38 năm nay chẳng biết cái người bên ngoài như thế nào. Người ta chết cũng được, người ta sống cũng được, người ta nghèo cũng được, người ta khổ cũng được. Anh chỉ biết cho gia đình anh thôi, có tiền dư để đóng ở đó. Rồi bây giờ tiền nó để dành mua thuốc uống. Mua thuốc uống đó thì để mua cái hàng thôi, chứ mua gì nữa. Chúng ta phải trở về cái nguồn của mình. Cái nguồn của mình là cha, là mẹ, là anh chị em của mình. Cái nguồn của mình là ông bà tổ tiên của mình. Cái nguồn của mình là quê hương của mình. Và cái nguồn của mình chính là những con người đang ở gần bên mình đây. Chúng ta sẽ làm gì cho những con người này? Tôi mới khẳng định với anh chị em, hỏi thật với anh chị em, có nghèo đói không, có bất hạnh không rồi đó. Chắc chắn trong chúng ta ở đây chưa có ai bất hạnh đâu, và chưa có ai nghèo đói đâu. Chúng ta chỉ đau khổ chút đỉnh thôi. Cái đau khổ đó nếu chúng ta bám chặt lòng Chúa thương xót, thì lòng Chúa thương xót sẽ thúc giục, nâng đỡ, ủi an, bảo vệ, che chở, che đậy trong cuộc đời. Nhưng với một điều kiện rằng lòng con không kiêu căng, mắt con không hề tự mãn, chân con không chạy tìm những gì cao trọng lớn lao, mà con chỉ tìm một điều là sống trong tình yêu, sống trong lòng Chúa thương xót. Anh chị em sẽ đi tìm điều đó. Anh chị em sẽ đi tìm là con chỉ ước mong một điều là sống trong tình Chúa thương xót. Mà trong tình Chúa thương xót hôm nay là chúng ta dâng mình cho lòng Chúa thương xót. Chúng ta dâng mình cho lòng Chúa thương xót không phải là tôi đến nhà thờ này để tôi nằm trong Chúa, hay là tôi ngồi với Chúa là dâng mình đâu. Chỉ đó mới là cái lý thuyết thôi. Mà khi anh chị em bước ra khỏi nhà này, anh chị em phải dâng cái con người mình cho những người nghèo khổ, bạn bạc, những người bất hạnh, đó mới gọi là dâng mình cho lòng Chúa thương xót. Anh chị em nghe tôi nói rõ, nhớ nghe. Để thôi là sơ ghe cổ trướng nằm một chỗ là tiền chỉ để dành mua hàng thôi, chúng làm gì được đâu nha. Chúng ta dâng mình cho lòng Chúa thương xót có nghĩa là gì? Chúng ta phải thể hiện con người thương xót của mình với những con người đang nghèo đó. Chúng ta phải coi những người nghèo đó là chúng ta. Anh chị em ơi, tôi phải coi người đó là tôi mới được, thì tôi mới có thể vượt qua những cái đau khổ bệnh tật được. Lòng con không kêu các khai mong, lòng con đến
mà tôi vẫn chưa giải quyết được cái cục nào của nhà mẹ nữa đâu, mà tôi vẫn phải lo lắng cho anh chị em muốn như thường. Và hôm nay có nghĩa là cách đây một tuần tôi trở về Trà Vinh, tôi trở về xứ tỉnh Trà Vinh là nước mặn đồng chua đó. Tôi lại tiếp tục làm một cái nhà máy nước tinh khiết như vậy nữa để cho bà con ở xứ đâu. Bây giờ tôi nói với lòng rằng nếu như mà ở đây mà Thiên Chúa đã ban tặng cho anh chị em đầy đủ như thế mà ở dưới đó mà bước ra là gặp nước mặn, mà bỏ tiền ra mua là 11.000 một thùng, nhà thờ bán 10.000 một thùng, nhà dân bán 11.000 một thùng, công ty đó bán 12-13.000 một thùng, tiền không mua anh chị em. Cho nên bây giờ tôi quyết định tôi thi công một cái nhà máy nước ở dưới Trà Vinh, và với hy vọng rằng trong 2 tháng nữa thì những con người ở dưới là đa số là người Khmer. Anh chị em mà có dịp nào mà về quê Trà Vinh đó thì anh chị em sẽ thấy những con người ở dưới toàn bộ là Khmer, vai lắm chân bụng, không có tiền, không có quyền, không có tiền mà không có quyền, mà không có chỗ nương tựa, không có nước uống. Cho nên tôi quyết định tôi thi công nhà hai đứa con để nói với những con người dưới đó rằng chúng tôi ở trên này, chúng tôi sẽ nhớ về những anh chị em ở xứ đông, đó là nhớ đến cái nguồn cội ở xứ đông để làm cho những con người đó uống nước. Tôi nói với anh chị em vậy, anh chị em cùng cầu nguyện với tôi, bởi vì trong giai đoạn này tôi đang khởi công làm một nhà máy nước để nói với những con người ở đó rằng chúng tôi tụ họp với lòng Chúa thương xót để yêu thương những con người đang không có nước uống ở xứ đó, chứ không phải là chúng tôi tụ họp ở đây để mà ganh tị, ghen ghét, giận hờn những con người khác không. Mà chúng tôi tụ họp lên như thế này là bởi vì chúng tôi là những con người đang hạnh phúc, còn những con người mà không đến đây được, những con người nghèo khổ là những con người đang bất hạnh. Vậy thì những con người anh chị em, tôi và anh chị em đây là những con người đang hạnh phúc. Chúng ta tụ họp những con người hạnh phúc lại để nói về những con người bất hạnh, để chúng ta có thể dâng mình cho những con người bất hạnh đó được không? Đó là cái tâm tình của chúng ta, tâm tình của mỗi người chúng ta, và chúng ta cố gắng thể hiện cái dâng mình cho những con người nghèo đó đi anh chị em. Và như hồi nãy tôi nói với anh chị em, cây lành thì sẽ sinh trái trái ngọt thôi anh chị em ơi, cây lành thì sẽ sinh trái ngọt, mà cây đắng thì sẽ sinh trái chua thôi, nhất định sẽ sinh trái chua. Nhưng mà cũng có một lần tôi nói với anh chị em, cho dù cái cây này nó đắng thì nó sinh cái trái chua thì, nhưng mà lòng Chúa thương xót sẽ cho nó ngọt trở lại. Ví dụ bây giờ anh chị em bẻ một trái me, anh chị em muốn ăn trái me ngọt, không có me ngọt, bây giờ bữa nay tôi bỏ luôn miếng đường cát liếm vô còn chua, ngày mai bỏ vô miếng đường cát, ngày mốt bỏ vô miếng bữa kia, bỏ vô miếng bữa nọ, bỏ vô miếng trái me này, me chua hay me ngọt? Thành trái me ngọt. Vậy thì bây giờ anh chị em cũng vậy, bây giờ tôi còn cứng đầu cứng cổ, còn không ưa người này, không thích người kia, ghét người nọ, khinh thường người khác, tôi cứ chạy đến cái lòng Chúa thương xót đi. Mỗi một ngày Chúa sẽ nhét cho tôi một miếng đường, mỗi một ngày Chúa nhét cho tôi miếng đường, nhét miếng đường, nhét miếng đường, nhét miếng đường, nhét đến cái trái me của mình đó thành cái chua hay không? Nhìn thấy anh chị em là ta nhìn thấy lòng thương xót của Chúa. Tôi đưa ra một cái hình ảnh nữa nè, anh chị em thấy cách đây là 10 mấy 20 năm, một trong những viên điện ảnh nổi tiếng nhất tại Việt Nam đó là Diễm Hương và Lý Hùng, đúng không nào? Khi mà Diễm Hương mà xuất hiện ra sân khấu thì cái gì quyết làm người ta quy phục? Cái gì làm người ta quy phục? Cái gì? Cái đẹp của Diễm Hương. Khi mà Diễm Hương xuất hiện ngoài sân khấu là người ta đủ vốn tiền vì nó đẹp quá trời đẹp, đúng không nào? Cái thứ hai nữa là khi mà Diễm Hương mà đóng kịch, đóng phim gì đó là cái hay quá trời hay, vừa đẹp mà vừa hay nữa, cho nên người ta mộ mến Diễm Hương 100% luôn, mà không nói gì hết. Mà cái quá khứ của Diễm Hương mà nó xấu xa, nó tệ bạc gì, người ta bỏ qua một bên luôn, vì cô đẹp quá, cô tốt quá, cô giỏi quá, cho nên tôi quên đi cái tội của cô, đúng không nè? Vậy thì bây giờ anh chị em cũng vậy, anh chị em cũng vậy đó. Bây giờ mỗi một lần anh chị em xuất hiện là người ta thấy một con người rất là đẹp, một con người cho không, một con người hay vô cùng, được không? Anh chị em hãy xuất hiện với một con người đó đi, chứ anh chị em đừng xuất hiện với một con người mà khó khăn, quạo quọ, cọc cằn, một con người thấy mà khó ưa liền, làm được. Mà anh chị em hãy xuất hiện với con một con người thấy mà như tôi vậy đó. Vậy thì chúng ta mới hạnh phúc. Khi chúng ta xuất hiện thì người khác nhìn vào chúng ta, ông đó, bà đó, cô đó là một người cho không, được rồi. Anh chị em nhớ nha.
Kitô hữu, một người con của Chúa, khi chúng ta xuất hiện là người ta nhìn vào chúng ta, ta thấy đây là một con người đầy tình yêu. Bây giờ chưa nói đến cái đẹp của anh Giang. Khi anh Giang xuất hiện ra là người ta thấy anh Giang là một con người đầy tình yêu rất đẹp. Rồi sau đó người ta mới xét nét tới cái đẹp của mình. Rồi sau đó người ta mới xét nét tới cái tài nghệ của mình. Như vậy thì anh Giang thấy nếu một con người đầy tình yêu là một con người đầy sắc đẹp. Mà một con người đầy sắc đẹp thì một con người sẽ đầy cái tài năng. Bởi vì mình dễ chịu, mình dễ thương, người ta mới dạy dỗ cho mình nhiều điều. Còn mình khó ưa, mình khó lời gặp thì ai mà dạy cho mình điều này điều kia anh em. Cho nên chúng ta phải cố gắng xuất hiện với một người Kitô hữu đầy tình yêu, một con người cho khóc trước mặt mọi người, thì đó mới là một con người đầy lòng thương xót của Chúa, và đó là một con người đầy đủ hạnh phúc trong hòa đồng của bạn. Tôi muốn nói với anh chị em trong cái dịp trở về nguồn hôm nay, mỗi người chúng ta phải làm sao trở về với một cái nguồn tình yêu. Chúng ta phải trở về cái nguồn đây không phải là cha mẹ nữa rồi, mà cái nguồn đây là trở về tình yêu của chúng ta. Mà thưa anh chị em, rõ ràng hàng ngày anh chị em ăn cái gì cũng được, nhưng mà bỏ cơm anh chị em chịu được không? Cái cốt lõi của cái cơ thể chúng ta để sống là cơm. Anh chị em ăn thịt, ăn thà, ăn cá, ăn đủ thứ, nhưng mà thiếu cơm anh chị em chịu không? Bởi vì cái cốt lõi để nuôi sống mình là cơm. Vậy thì cái cốt lõi để nuôi linh hồn của mình là tình yêu anh chị em ơi. Cái cốt lõi để nuôi linh hồn của mình, để nuôi cái thân xác, cái sắc hương của mình là tình yêu đó anh chị em. Nếu như anh chị em có tình yêu thì con người của anh chị em giờ đây không còn cằn cỗi, khó khăn, quả bỏ, thất vọng nữa. Nhưng ngược lại, nếu anh chị em có tình yêu thì con người của anh chị em ngày nay trước mặt, ngày sau không dễ. Chúng ta nhớ như vậy, như thế. Bây giờ chúng ta hát câu số 2 này. Xin bắt đầu. Lạy ra về khoan nhân hai mong. Lạy ra mẹ nó chết ở nhà, nó không có hề biết là mẹ nó ở nhà đã chết rồi.
mà dân chúng xung quanh ở chỗ đó đó, người ta không biết con bà đi đâu, người ta không biết thằng con trai bà đi đâu, người ta không biết, người ta chỉ biết rằng bà này có một đứa con mà giờ bà chết rồi, giờ không biết con bà đâu tìm. Mà hai đứa này nó đang tình tứ ở ngoài Đà Lạt, nó đâu có về, nó lo làm ăn ngoài Đà Lạt, nó đâu có về, đâu biết, nó không hàng điện gì cho má nó nữa. 3 năm sau như vậy đó nha, 3 năm sau như vậy thì nó nói với vợ nó là thôi em ơi, bây giờ mình 3 năm rồi chắc là mẹ không có giận mình nữa đâu, thôi bây giờ mình trở về với mẹ đi để thăm mẹ coi mẹ còn sống, mẹ già, mẹ khỏe, mẹ giàu, mẹ nghèo như thế nào. Thì hai vợ chồng cũng lủi thủi đi về chứ không dám điện, điện cho ba chửi nữa. Thế thì hai vợ chồng đi về tới nhà, đi về gần tới nhà thì họ thấy nhà của mình đó là bây giờ đóng cửa rồi. Hỏi dòng sớm là mẹ tôi đâu, người ta nói mẹ của anh chết rồi. Họ nói thôi không chết rồi nào, ta nói chết 3 năm rồi. Thế thì anh mở cửa, ta mở cửa, anh mở cửa vô thì anh thấy cái hình của mẹ anh nằm trên bàn thờ. 3 năm trời không thấy mẹ mình chết. Cái câu chuyện đó nó sẽ dạy cho chúng ta điều gì anh chị em? Bây giờ anh chị em thử nghĩ xem, anh chị em có những đứa con nào mà nó bỏ nhà nó đi 3 năm, nó không hề điện cho mình? Dù con sánh hai con, nếu con nào được thì mẹ chịu, con sẽ chịu với mẹ. Thì như vậy thì rõ ràng là mình đi vô cùng. Nhưng mà người mẹ thì có một chứng nào tật đấy, tao là mẹ tao phải có quyền hết mày, tao là mẹ của mày, tao biểu mày cưới con nào là mày cưới con nó, mà tao đối con nó xấu là gian con nó là mày phải nghe lời tao. Cái đặc của chúng ta làm cha làm mẹ là gì? Là chúng ta dùng cái quyền của người cha người mẹ để áp đặt con cái của mình. Và cuối cùng nếu chúng ta dùng đúng cái quyền thì chúng ta sẽ hạnh phúc, mà chúng ta dùng sai cái quyền thì chúng ta sẽ bất hạnh như người mẹ đó. Vậy có thành như thế. Bây giờ anh chị em thử nghĩ về những người của mình đây. Anh chị em đang làm cha làm mẹ đó, anh chị em đang dùng cái quyền cha nhà mẹ của mình trên con cái của mình, nó có hợp lý không? Nếu như anh chị em mà dùng cái quyền cha làm mẹ hợp lý thì mình sẽ hạnh phúc, mà nếu anh chị em dùng cái quyền mà không hợp lý thì anh chị em sẽ bất hạnh như người mẹ đó. Con nó sẽ bỏ mình. Còn ngược lại, chúng ta là những người con, đối với cha mẹ của mình, cho dù cha mẹ của mình có đặt như thế nào thì đặt với Chúa, với tổ tiên ông bà, nó phải đặt với mày, mày là con đẻ của cha mày, của mẹ mày, tức ruột đẻ ra, tại sao mày bắt lỗi từng chi tiết như vậy? Cha mẹ của mình, mình phải hãnh diện về cha mẹ của mình. Mỗi khi nhắc về cha của mình là mình phải hãnh diện, mỗi khi nhắc về mẹ của mình là mình phải hãnh diện mới được. Bởi vì là những con người mà đã đau khổ, đã tìm tòi, đã nặng ra mình, đã nuôi mình từ một cục máu, từ một hình này để đẻ ra mình như thế này. Đến ngày hôm nay, giống như tôi, ngày hôm nay tôi đứng đây, tôi nói chuyện với anh chị em, thì cái người mẹ của tôi phải đau khổ như thế nào, phải cực khổ và vất vả, làm sao để đẻ tôi ra được, nuôi tôi ăn học, đứng đây nói chuyện với anh chị em. Vậy thì bây giờ cái người mẹ đó khung thế nào cũng là cái người mẹ của tôi, thì anh chị em cũng vậy. Ngày hôm nay mà anh chị em có mặt trên cõi đời này, anh chị em hãy nhớ về cha mẹ của mình, biết bao nhiêu đau đớn khổ sở. Hồi nãy có một cặp vợ chồng lại nói với tôi mà khóc, cha ơi, con đi siêu âm, con mới 4 tháng thôi mà bây giờ bác sĩ nói nó bị nhũng não, hai vợ chồng khóc mướt. Bây giờ con muốn nước thánh hết không cha? Hết con ơi, còn hết rất là xui mà hết là hơn. Chứ làm sao bây giờ anh chị em? Chứ làm sao bây giờ anh chị em thử nghĩ. Giải quyết là trong tinh thần như thế, chúng ta giải quyết bằng tình yêu như thế nào? Chúng ta phải giải quyết bằng lòng thương xót. Con ơi, con tin vào Chúa đi, nước thánh này sẽ chữa lành cho con. Và con tin vào Chúa đi, nước thánh này sẽ ban lại hạnh phúc cho con. Nếu con tin thì Chúa sẽ chữa lành, còn nếu con không tin thì cha chịu thua. Vậy thì anh chị em hãy nhớ, ước mơ của chúng ta là cậy nhờ vào cha mẹ của mình. Tại sao cha mẹ của mình nuôi mình bằng từng tay từng chân tới lớn rồi mà bây giờ cha mẹ của mình muốn mình cái này, muốn mình cái này mà không chịu là sao? Mình phải coi lại không? Nhưng mà ngược lại, anh chị em làm cha làm mẹ phải coi mình sử dụng cái quyền của mình đúng hay sai. Nếu anh chị em sử dụng cái quyền sai là anh chị em sẽ chết mà không thấy mặt con của mình. Sử dụng đúng cái bản chất làm cha làm mẹ là phải yêu thương, là phải cho không con của mình, thì nhất định con của mình không bao giờ bỏ mình. Từ rồi tôi nói với anh chị em,
một con gà mẹ nó nuôi 4 con gà con, nó không hề biết trong tay nó có cái gì, và trong tay của nó là số 0. Nó phải đi bươi, đi quào, đi sới để nuôi 4 con gà con. Mà khi 4 con gà con này lớn lên rồi, nó không đồ 4 con gà con này nuôi lại cho nó. Mà có khi 4 con gà con này gặp con gà mẹ của mình mà có đồ ăn, nó lỡ nó đá mẹ của mình. Anh chị em thấy rõ ràng tôi nói những cái hình ảnh thực tế mà chúng ta đang sống trong ngày hôm nay. Thực tế là như thế đó. Vậy thì bây giờ trở lại cái câu chuyện hồi nãy mà tôi kể cho anh chị em nghe đó. Bây giờ khi anh chàng này bước trở về thì bà con trong xóm láng giềng ta nói mẹ của anh đã chết 3 năm nay rồi. Mà cái ngày mà mẹ anh chết đó, không ai biết mẹ của anh, con của anh ở đâu đó. Không ai hiểu, không ai biết anh ở đâu, mà làm sao biết anh ở đâu mà cho anh hay. Thế thì khi anh này anh trở về, anh trở về rồi anh vô chùa, anh sám hối, anh năn năn, anh khóc lóc. Anh xin thầy cho anh vô chùa tu, hai vợ chồng vô chùa tu. Thầy nói không con ơi, con cái gì Nha Trang con làm ăn đi. Bởi vì mẹ con mà 3 năm nay con còn bỏ mà, con mà vô đây chắc con chôn thầy trong chùa luôn rồi. Thôi thầy cũng chạy. Anh chị em thấy chứ? Thầy cũng chạy luôn đó anh chị em. Chứ không phải chuyện đơn giản. Nếu như mà chúng ta sống mà không có đạo đức thánh thiện, chúng ta gieo nhân thì chúng ta sẽ gặt quả. Chúng ta gieo cây lành thì chúng ta sẽ sinh ra ngọt. Ngược lại nếu chúng ta mà không gieo đúng cây lành thì chúng ta sẽ đau khổ. Anh chị em nghe tôi nói lẹ không? Nói lớn không? Nói lớn không? Ai kể câu chuyện nói lớn. Những cái đĩa mà tôi ra như thế đó anh chị em, có người nào không có đĩa không? Cũng có nhiều người có đúng không? Có một bữa nọ có một chị điện thoại cho tôi. Nói cha ơi, cha dở quá. Nói sao dở? Cha chửi lộn cũng lợi người ta. Nói sao chửi lộn con? Con với con nhỏ này ở ngoài chợ hai cái sạp kế bên. Mà cái sạp con thì mở cái đĩa của cha tính chữ cùng lao ra nghe. Còn cái sạp của con nhỏ kia thì mở cái bài hát là những đồ qua sim. Mà nó mở lớn quá, nó mở lớn quá, con anh ấy mở lớn quá. Mà cha biết cái tiếng nhạc đó, nó nhích chút ga nó lên tùm lum. Còn cha nhích ga chừng nào cha nhỏ chừng đấy, chừng nào nhỏ chừng đấy, cha chữa lộn cũng không đợi người ta. Nó nói là thôi chị ơi, chị đem tôi vô cắt giùm đi. Rồi chừng nào mà chị nghe nhạc xong rồi chị hãy đem tôi ra chữa lộn tiếp. Mở cái đĩa nghe đó. Nãy giờ tôi nói giống như chữa lộn không? Vậy là nói như thế mà đang đường chữa lộn lại ta đó. Thế thì tôi muốn nói với anh chị em rằng cái vấn đề của chúng ta là bây giờ chúng ta phải nhớ về những cái hình ảnh cha mẹ của mình. Có một ông cha đã từng giảng dạy cho mình nghe như thế đó. Người đó hay chứ không phải người đó dở đâu. Con đem cái đĩa cha ra ngoài chợ con mở nghe đàng hoàng, nhưng mà con nhỏ con kia nó mở những đồ qua sim ai cũng nghe được. Còn cái bài giảng cha khen sức không ai chịu nghe. Đứa chừng nhỏ kia nó tắt rồi ta mới khen cha giảng hay quá, mà cha chửi lộn lên ta. Anh chị em thấy đó, cái nhớ nguồn là gì? Không phải là chúng ta có tiền, có quyền, có chức, có phận rồi chúng ta mới nhớ. Mà từng giây, từng phút trong cuộc đời chúng ta nhớ nguồn, cũng như cái câu chuyện hồi nãy. Khi mà cái anh này thành tài rồi, anh mới trở về thăm cha mẹ, thì mẹ của anh đã chết 3 năm rồi, cách đây 3 năm rồi. Nhà bây giờ nhà dọn cột siêu, vô trong bàn thờ thì còn một cái hình của người mẹ để trên bàn thờ, chứ còn ai nữa đâu anh chị. Còn một cái hình của mẹ để trên bàn thờ. Vậy thì đời của chúng ta luôn cậy nhờ vào lòng cha hay tha, còn hân hoan tìm đến tình cha bao lần không biết. Anh chị em đến với Chúa, đến với cha mẹ của mình, cha mẹ của mình không bao giờ rụt bỏ mình, Chúa cũng không bao giờ thách cứ mình bất cứ một cái gì. Cho nên điều quan trọng là chúng ta tìm đến tình cha bao lần không biết. Nhớ anh chị em đừng nhớ bằng lý thuyết suông nữa, mà sống bằng cái tình yêu của mình đối với người khác, đối với cha mẹ, đối với ông bà, đối với tổ tiên, đối với dòng số, đối với láng giềng của mình. Chứ không phải mình nhớ về cha mẹ của mình mà rồi mình gửi thư, mình điện thoại, mình thăm chút xíu đó rồi không được. Mà khi chúng ta nhớ về cha mẹ của mình là bây giờ đây chúng ta phải thực hiện cái tình yêu của mình đối với cha mẹ, dòng số, láng giềng của mình. Và chúng ta có thể là cứ thể hiện cái tình yêu thật sự với quê hương dòng số, láng giềng. Chứ không phải là thể hiện cả người một cách như lý thuyết nói chuyện xuống. Bây giờ chúng ta coi bài hát này, chúng ta thấy được. Cho con làm người hai mong, cho con làm người hai mong, cho con
chút lành đến tương lai, chúng ta mới được sinh ra trên cõi đời này. Nhưng nếu không có cha mẹ thì ai là người đẻ chúng ta ra trên cõi đời này? Chẳng lẽ chúng ta cứ đất đẻ chúng lên, chẳng lẽ chúng ta cứ trời đất xuống đất trên? Nhưng mà ngược lại, chúng ta là những con người được cha mẹ cho có trong đời cuộc đời này. Rồi ai là người dạy chúng ta từng bước đi? Ai là người dạy chúng ta từng lời nói? Ai là người dạy chúng ta biết kinh, biết sách, biết Chúa, biết bà, biết tổ, biết tiên của mình? Nếu người đó không phải là cha mẹ mình thì ai đây anh chị? Cho nên chúng ta phải trở về cái nguồn của chúng ta là cha mẹ, là ông bà. Đầu tiên là tiên Chúa là chúc lành cho chúng ta, kế đến là cha mẹ đã giữ giữ đảm bảo vậy, đã săn sóc, đã lặn lội, đã đau khổ để tu dưỡng chúng ta được. Cho nên là anh chị em thử nghĩ xem đúng như vậy. Khi mà chồng mà nghe vợ nói anh ơi em mang thai rồi, là cái người chồng phải đi khắp thế gian để kiếm tiền nuôi cái bào thai này. Và với một ước mong rằng bào thai này sẽ ra đời là một con người ngoan hiền, một con người dễ thương, một con người biết cha, biết mẹ, biết ông, biết bà, biết tổ, biết tiên của mình. Đó là cái tâm tình của người, những người cha, người mẹ. Vậy thì cái tâm tình của lòng Chúa sống hôm nay cũng vậy đó chứ. Khi anh chị em trở về đây là một cái bào thai mà lòng Chúa sống, Chúa sẽ ấp ủ, sẽ nuôi nấng, sẽ bảo vệ, sẽ giảng dạy, sẽ lo lắng cho anh chị em. Vậy thì khi anh chị em trở về với lòng Chúa sống này là một bào thai, bây giờ thì Chúa sẽ ấp ủ, sẽ lo lắng, sẽ bảo vệ, sẽ dưỡng dục, sẽ dạy dỗ anh em. Khi anh chị em bước ra khỏi lòng Chúa sống, khỏi cổng nhà bào này, bây giờ anh chị em phải là một đứa con ngoan hiền, đạo đức, thánh thiện, bác ái, yêu thương, làm những việc làm phúc đức. Nếu mà anh chị em bước ra khỏi nhà thờ là một con người ganh tị, ghê ghét nhà thờ, thì con này là một bào thai của lòng Chúa sống. Anh chị em trở về với lòng Chúa sống rồi, thì lòng Chúa sống sẽ hy vọng anh chị em bước ra khỏi cổng sẽ trở thành một đứa con ngoan hiền, đạo đức, thánh thiện, chứ không phải một đứa con mà cọc cằn dữ dỗ đâu anh chị em ơi. Anh chị em phải cố gắng sống cái tinh thần đó đi. Và nếu chúng ta sống tinh thần đó là chúng ta đang gieo hạt giống tốt, thì ngày mai này chúng ta sẽ gặt những cái hạt của tốt. Còn nếu chúng ta không sống tinh thần đó thì ngày mai này chúng ta sẽ gặt những cái hoa, những cái trái đau đớn, khổ sở, trăm chiều trong cuộc đời của chúng ta. Tôi nói ở đây, em nhìn lại những người chúng ta thấy tại sao cái bà này bà đau khổ mà nằm một chỗ, không con, không cháu, không chồng. Con thì nhóc, chồng cũng nhóc luôn. Hồi thời gian đẻ đó là chồng nhóc, rồi bây giờ con cũng nhóc luôn, nhưng mà giờ khi bệnh tật giờ nằm một chỗ, chồng trốn đi hết, con nó bỏ luôn, không ai đón tiếp hết. Nhìn lại con, tại vì bà đã gieo những cái quả nào. Nhìn bên đây có một ông già như vậy, vợ thì nhóc, chứ còn trai đẻ thì trai năm thê bảy. Vợ mình mà có một ông bạn, một ông chồng khác còn quýnh liền, bởi vì mày chỉ có được một chồng thôi, tao mới là năm thê bạn chứ. Tao đi đâu thì tao đi bao nhiêu giờ, mình trở về thì không trở lên. Nó sẽ trở về với mình ngay lập tức trong cuộc đời của mình, chứ không phải ngày mai này đâu anh chị. Không phải là tôi nói đây là tôi nhát anh chị em, nhưng mà tôi nói những bằng chứng hiện hữu có thiệt xác minh chứng nhận tang hoàng. Anh chị em thử coi trong xóm nói chuyện của mình là anh chị sẽ biết. Cho nên cái thánh lễ lòng Chúa thương xót làm chi vậy? Là để cho anh chị em cố gắng gieo những cái hạt lúa tốt. Anh chị em sẽ cố gắng gieo những cái hạt lúa tốt để như vậy, để cha mẹ dạy con bước đi, cha mẹ dạy con yêu thương, cha mẹ dạy con có những mẫu cực. Anh chị em cố gắng sống tinh thần đó, xin Chúa sẽ chúc lành cho chúng ta. Bây giờ chúng ta hát câu số 2 để chúng ta thấy nè. Uống nước nhớ nguồn hai mong, uống nước nhớ nguồn là con luôn thao kính nghe cha. Uống nước nhớ nguồn, người ơi xin đừng quên nghĩa. Tới đây tôi sẽ kể cho anh chị nghe câu chuyện này. Người ơi xin đừng quên nghĩa. Anh có hai hạt lúa mà bây giờ đem đi chà thì người ta không lạnh, có hai hạt lúa ở chà sao được, mà dò dò ra thì cũng không có nấu cơm ăn được. Rồi bỏ thì bỏ tội, nhổ rau thì cũng có hạt thôi chứ đâu nhổ hai hạt. Cho nên bây giờ anh này anh tiếc quá, bây giờ không biết làm sao, cho nên anh đem hai hạt lúa này anh liền xuống đất anh lấy đó lấp lại. Anh nói rằng nếu tao đem mày bỏ ra, tao liền mày ra ngoài đường thì người ta chà đạp, nếu mà tao liền bậy bạ thì gà nó mổ ăn tiêu, mà bỏ thì tội. Thành thử ra thôi bây giờ tao cũng dám bỏ, tao liền mày trong đất, tao lấp đất lại. Vậy thôi.
Tao hy vọng rằng một ngày mai này mày sẽ trở thành những cây lúa đổ bông cho tao. Anh chàng này làm tốt sức tốt lắm nè. Thế thì khi anh chàng này mình nhét hai hạt lúa vô đất lấp lại rồi, thì một mùa nắng cái qua mùa mưa, cái mưa xuống cái đất ướt, hai hạt lúa này nó trời ơi, mấy tháng nay mình bị nắng cháy như vậy mà bây giờ mưa xuống nó ướt ẩm, nó mát mẻ như vậy. Cái hạt lúa bên kia nó nói: mẹ ơi, bây giờ tao thấy khỏe dữ lắm rồi đó, bây giờ tao nhất định tao mọc lên đó nha. Cái hạt lúa kia nó nói: không, mày mọc đi, tao không mọc. Cái hạt này nói: sao vậy, sao mày không mọc? Bây giờ mày thử thôi, mày mọc lên đi. Khi mà mày mọc lên khỏi đất rồi đó, cái chuyện đầu tiên mày phải gặp đó là nắng, đúng không nè? Chuyện thứ hai là mày sẽ gặp sâu bọ. Chuyện thứ ba là trâu bò nó ăn mày. Chuyện thứ bốn đó là mà bất kỳ người ta đi ngang mà thấy mày tốt, tao cũng hái, tao dầm, tao đạp mày. Thôi, với những cái đó tao không mọc lên. Cái cây kia, cái hạt lúa kia nó vậy thì tao mọc lên. Tao chấp nhận cho sâu bọ ăn tao nè, tao chấp nhận cho nắng mưa nó đốt tao nè, tao chấp nhận cho gà, mèo, bò, trâu, chó gì nó ăn tao nè, tao chấp nhận tao mọc lên. Nhưng mà khi cái hạt lúa kia nó mọc lên rồi thì ông chủ thấy nó mọc lên, ông mừng quá, ông làm sao? Ông chăm sóc nó luôn. Tới ngày mà nó lớn lên, nó mừng quá, nó nói: trời ơi, tôi tính nằm trong lòng đất là yên thân, hay giờ ra ngoài là hạnh phúc hơn. Cho nên thôi bây giờ tôi mọc lên khỏi mặt đất đi, để tôi có ông chủ ông chăm sóc ra tái trụ bằng. Thế thì cái hạt kia nó nằm ở trong đất nó làm sao? Nó gặp một mùa mưa mà nó mọc lên được thì nó làm sao? Thúi luôn hơn nè. Vậy thì anh chị em bây giờ hai cái hạt giống đó tôi so sánh với anh chị em nè. Bây giờ những anh chị em mà ở nhà không đi lễ lòng Chúa Thiên Sót đó, với anh chị em đi lễ lòng Chúa Thiên Sót, có phải là hai hạt lúa không? Có phải anh chị em đến lòng Chúa Thiên Sót là lễ xong anh chị em được ăn cơm không? Phải không? Có phải anh chị em được đặt tay chúc lành không? Có phải anh chị em được cho đàn cày không? Có phải anh chị em được lấy nước chịu uống không? Có phải Chúa bảo vệ anh chị em tới cùng không? Còn cái thằng ở nhà nó làm biến đi, giờ nó xịn rượu nó thúi luôn rồi. Phải không? Vậy anh chị em thử so sánh hai con người đó. Một con người đang ở nhà uống rượu, một con người đang nhà quýnh bài, một bà nhà chơi tuyết sắt. Anh ơi rác rưới quá, chơi tuyết sắt mà anh ơi rác quá nữa. Đó, bây giờ một bà nhà chơi tuyết sắt, một bà đang ngồi nhà thờ Long Thắng này, ai là người hạnh phúc hơn nè? Anh chị em so sánh cùng tôi đi. Miên người này là giống Diệm, nhưng mà tôi phải trở về nghe ông cha này nói cho tôi biết rằng tuy rằng khác giống như thế nào. Chủ đề lần sau tôi sẽ chia sẻ với anh chị em là tuy rằng khác giống. Mặc dù người đạo, người không, người giàu, người có, người nghèo, người quèn, bệnh, người điếc, đủ thứ người, nhưng mà chúng ta chung một nhà như thế nào? Chúng ta còn chung một nhà như thế nào? Vậy thì thưa anh chị em, người ơi xin đừng quên nghĩa anh. Khi anh chị em nhớ về những người đang ở nhà, đang đau khổ, đang ngục lặng, đang bị chồng quýnh, đang bị vợ chửi, nhậu nhẹt bây giờ mà lá cà thì vợ chửi trăm trăm ở nhà, chúng ta chuyện chơi không? Vậy thì chúng ta trở về đây có phải là một cái ơn ban lòng Chúa thương xót cho chúng ta? Anh chị em đừng quên nghĩa ơn này. Và khi anh chị em trở về, anh chị em cảm nhận bên em đó rồi, thì bây giờ đây anh chị em đừng ngồi khóc nữa, mà anh chị em hãy đứng dậy đi, để ra đi, để cho những người đó nghèo như thế nào, khổ như thế nào, để tôi giúp đỡ những con người đó. Những con người đó bất hạnh như thế nào, để tôi giúp đỡ những con người đó. Giống như tôi vậy nè, khi mà tôi đã làm nhà máy nước ở đây cho anh em uống được rồi, bình an rồi, bây giờ tôi không còn lo ở đây nữa, mà tôi phải đứng lên, tôi phải ra đây, tôi về là những con người ta nghèo như thế nào, tôi tiếp tục vào một nhà máy nước cho tao uống nữa. Ai làm được không? Phải không? Đó. Bây giờ anh em như thế đó, anh em đã hạnh phúc như vậy rồi, anh em phải đứng dậy, đừng cần gặp nữa, mà phải có những người nghèo như thế nào, khổ như thế nào, có như thế nào, chắc như thế nào, để có thể giúp cho họ được cái gì, hoặc là tiền bạc, hoặc là vật chất, hoặc là sức khỏe, hoặc là tinh thần, có cái gì giúp lấy, con giúp được, đồng với họ anh chị. Tôi là như thế. Khi tôi thấy anh chị em bắt đầu hạnh phúc rồi, thì tôi sẽ dùng cái hạnh phúc, tất cả những người đang hạnh phúc anh, dùng cái lời cầu nguyện của anh chị em để tôi giúp đỡ cho những cái nơi mà không có nước uống được kìa, những cái nơi mà người ta bỏ tiền ra uống nước, những cái nơi mà người ta uống là uống nước mặn trong đường uống cọt. Ai những tinh thần đó, đặt tinh thần đó là tinh thần đừng quên nghĩa anh uống nước trong đường. Bay cao đến tầng, bay cao đến tầng trời hai vòng, bay cao đến tầng trời.
ngày hôm nay nó bỏ một cục, ngày mai bỏ một cục, ngày mốt bỏ một cục, bữa kia bỏ một cục, bữa nọ bỏ một cục, thì anh em bỏ đi, nó lo anh em đi đâu? Làm gì mà anh em bay cao đến tận đầu được anh em? Hôm nay nó ghét đứa này, cũng giận đứa kia, ngày mai cũng sức đứa nọ, bữa nọ cũng quýnh đứa nó kia. Mỗi một ngày anh em nhét cho mình một cục đá, nhét một cục sổ, nhét một cục đá, nhét một cục sổ. Bao giờ anh em mới bay lên được cái lòng tôi không sao? Nhưng mỗi một ngày anh em phải nói một điều tốt cho người này, yêu thương một người kia, kính trọng một người nọ, thì mỗi một ngày là anh em bay lên một chút, bay lên một chút, bay lên một chút, bay cao đến tầng trời hai mộng, bay cao đến tầng trời vinh quang cho tầng trời. Nói vậy anh em nhớ thôi, cái hát thòi chỗ đó được tệ cái hát gì. Nhưng mà tôi muốn nói với anh chị là mỗi một ngày chúng ta bay một chút để là bay cao lên tận trời. Có những cái câu nói, có những cái niềm vui, có những cái nụ cười, có những cái hạnh phúc, có những cái bắt tay, có những cái cử chỉ, có những đồng tiền tuôn ra cho người khác. Các anh chạy 38 tuổi người bệnh ung thư đó, bây giờ muốn làm gì bác ác không kịp nữa anh chị. Mà có tiền để mua thuốc uống, mà mua thuốc uống cũng không hết bệnh luôn, bây giờ chỉ còn chờ là mua các cái hàng thôi, nói rõ đi, mua cái hàng thôi chứ còn mua cái gì nữa đây. Vậy thì chúng ta hãy coi lại đi, chúng ta bây giờ đang hạnh phúc, chúng ta có làm gì được cho những người nghèo khổ tàn tật què hoặc đôi mù điếc lát chứ? Nếu tôi làm không được, tôi xin nhờ người khác làm thế giùm cho tôi. Tại sao chúng ta sinh ra những tư tưởng như thế? Nếu tôi giúp cho người này không được thì tôi sẽ nhờ người khác giúp giùm tôi. Nếu tôi giúp cho anh này không được xa quá thì tôi sẽ nhờ anh giúp giùm cho tôi đi. Khi mà tôi có ý giúp cho anh, tôi bỏ tiền, tôi bỏ công, bỏ sức cho anh, là tôi đang bay cao lên tận trời anh chị. Còn mỗi một ngày người ta đến, người ta cằn nhằn, người ta cào nhào, người ta xin xỏ mình thì mình quạo họ, mình khó khăn. Là mỗi một lần mình còn một cục đá cho con người của mình. Mà mỗi một ngày còn một cục, còn một cục, còn biết nó còn anh em xuống dưới đá mà. Thôi tôi nhát anh chị thôi, mà thực tế anh chị. Cho nên mỗi người chúng ta phải trở về cái tâm tư sống. Bắt đầu làm cho nguyện Chúa xuống muôn ơn cho cha mẹ của con hai mộc. Mình đi đến nhà thờ mà mình còn không ưa cha mẹ của mình. Có những người giờ đây cha mẹ đã nằm trong mồ mà mình còn ghét cha ghét mẹ của mình, không thèm xin lễ cho bà để cho bà chết. Hồi đó bà còn sống, bà hai ba chồng bà bỏ tôi, bây giờ bà chết rồi, bà nằm đó đi, bà chết luôn đi đó. Tại sao những người đã có công không có công dưỡng thì có công sinh? Anh chị em ơi, cha mẹ của mình không có công dưỡng là có công sinh, mà cái công dưỡng và cái công sinh nó bằng nhau anh chị em. Nếu cha mẹ nuôi mình không được thì đã từ đẻ ra mình đã từng tu mang chín tháng mấy mươi ngày đấy, và đau khổ đứt ruột đẻ ra mình. Vậy thì bây giờ chúng ta có một ngày nào đó, có một lần nào đi lễ, chúng ta cầu cho cha mẹ của chúng ta được mãi mãi an khang đi qua từng năm tháng. Bây giờ cha mẹ của mình đang bị trống hay là bị xích, bị xiềng ở đâu đó, làm sao mình biết được cha mẹ mình lớn thiên đàng hay xuống hóa ngục hay vào địa ngục? Cho nên bây giờ cha mẹ mình đang cần cái lời cầu nguyện của mình, xin Chúa xuống ơn cho cha mẹ của con được mãi mãi an khang đi qua từng năm tháng, được mãi mãi an khang. Nguyện Chúa xuống muôn ơn hài mộc, nguyện Chúa lạc. Nguyện Chúa xuống muôn ơn cho cha mẹ.
chị này chỉ có một đứa con gái. Chị có thiệt với anh nha, không tôi không có kể chuyện gì, chuyện gì mà tôi kể mà tôi bịa ra là tôi nói liền. Chị này chị có thiệt, chị này chỉ có một đứa con gái. Thì khi chị nuôi đứa con gái chị lớn lên rồi, thì đứa con gái này nó lớn lên là nó thấy mẹ nó khổ quá, nó muốn đi làm kiếm tiền của mẹ. Mẹ không cho đi, mẹ bắt nó ở nhà đi bán vé số ở mẹ thôi. Thì nó cũng nghe lời mẹ nó đi bán vé số. Mà trong thời gian nó đi bán vé số như vậy á, thì mẹ nó già sanh tâm. Sanh tâm nó không có ông khác. Cho nên nó đi bán vé số về nuôi mẹ nó. Mà giờ nuôi thêm một ông khác nữa, nó tức quá. Nó tức quá trời, nó tức đi. Cho nên nó nói với mẹ nó, mẹ ơi bây giờ con bán vé số nuôi mẹ không nổi đâu. Bây giờ mẹ cho con lên thành phố, con làm, con nuôi mẹ có tiền nhiều hơn. Mẹ nó nhất định không cho đi, mày phải ở nhà bán vé số của tao nè. Mà không có nói được ông chồng đó. Ông chồng thờ bên cái bên ông nói. Thế thì nó nhất định là nó chịu đi bán, nhưng mẹ nó đánh nó xít tấm. Mà tấm rồi thì chiều nó tấm rồi thì nó đau, nó khóc như vậy. Nhưng mà sáng sau nó vẫn đi lấy cái số bán đi. Mà làm ngày này sang tháng nọ vậy. Ở chiều nhiều mà bán không hết mà nó trả không được là nó bị đánh đó. Chiều nào cũng như vậy hết. Phải bán không hết mà đem về ôm cái số là nhất định sẽ bị mẹ đánh nhạt nó. Một bữa nọ giận quá nó từ với mẹ nó. Nó nói mẹ ơi con cần dữ lắm, con đi tối ngày hai chân con rã hai tháng con xin cái tên ngoài không hết. Thế thì mẹ nó nghe nói là hai tháng con xin, mẹ nó tức lên, mẹ nó lấy cái kẹp kẹp bình đó, cho em biết kẹp bình không, bình ắc quy mà đi so cầu đó, kẹp vô cái cầu cọc đó. Mẹ nó tức quá mà nó kẹp vô hai tháng trời, nó buồn quá trời, nó buồn rồi. Nó cũng chịu lắm. Ngày hôm sau nó cũng đi bán cái số đó. Nó gỡ ra kẹp tao đó, rồi nó gỡ ra chừng nào mẹ nó gỡ thì nó gỡ, tới chừng gỡ ra được rồi nó không bận buồn được, không biết nó bận cái gì tôi không biết nữa. Ngày hôm sau nó vẫn đi bán cái số tiếp như thường. Mấy ngày sau nó quyết định nó trốn đi khỏi nhà, nó đi lên Sài Gòn nó làm. Thì khi nó lên Sài Gòn nó làm như vậy là nó gặp được những người tốt, hết sức tốt, cho nó làm những công việc tốt, có tiền nhiều. Thì trong khi nó làm tốt vậy nó mới kể cho ông chủ nghe. Thì ông chủ mới nói nó là rõ ràng, chính vì con chịu cực chịu khổ với cha mẹ của con, cho nên ngày hôm nay con mới gặp được ông tốt như vậy. Con nếu ngày mà ngày hôm đó, cái ngày mà mẹ con lấy hai cái kẹp bình mà kẹp vô cái háng con đó, mà con chửi mẹ con, quýnh mẹ con đó, thì ngày hôm nay con không gặp được ông chủ tốt như vậy đâu. Vì con chấp nhận cái mà cái kiềm kẹp của người mẹ con đó mà ngày hôm nay ông chủ thương con như vậy. Thế thì bây giờ nè, trở lại với trời. Dù đời bao sóng gió thì lòng con vẫn nhớ. Bây giờ nếu cuộc đời của cô này là đang gặp sóng gió, là người mẹ lấy cái kẹp mình kẹp luôn như thế này, có phải là đời bao sóng gió không? Nhưng mà khi nó bước ra khỏi nhà nó, lòng con vẫn nhớ mẹ đang ở nhà một mình. Anh chàng thấy có những đứa con nó tốt như vậy đó. Có những đứa con mà mẹ nó lấy kẹp kẹp như vậy, mà dù đời bao sóng gió như vậy mà lòng con vẫn nhớ, đi ra ngoài kể cho chủ nghe, mẹ con hồi đó khó với con như vậy nhưng mà con vẫn đi làm để kiếm tiền gửi về cho mẹ con. Cái hạnh phúc của cái bà mẹ này là sau khi kẹp đứa con mình rồi, nó đi bán số của mình rồi, nó trốn lên thành phố, nó gặp một ông chủ tốt, nó làm, nó vẫn lấy tiền gửi về nuôi mẹ như thường. Anh chị em có làm được điều đó chưa? Anh chị em đã làm được điều đó tới đâu rồi? Anh chị em đã làm cho cha mẹ mình điều đó tới đâu rồi? Anh chị em thử nghĩ xem, nếu cha mẹ mình mà có kẹp mình như vậy, mình có thương cha mẹ mình không? Dù đời bao sóng gió thì lòng con vẫn nhớ, dù mẹ kẹp tôi, dù cha kẹp tôi, vẫn nhớ về cha mẹ tôi là những người đã từng sinh thành dưỡng dục rồi. Nói với anh em thế đó. Nên chèm trở về cái nguồn của mình mà mình xong. Tại vì con người của mình quá tội lỗi đi, quá khó khăn, quá cực khổ quá, nghĩa là con người quá xấu xa rồi. Bây giờ mình đi lòng của mình xong, mình đợi cái phép màu của Chúa. Mà phép màu của Chúa là phải diễn ra với một người trong sạch, một người mà như con thơ vậy đó. Chứ không phải là phép màu của Chúa mà diễn ra với một người tội lỗi như chúng ta đâu. Chúng ta đừng có mơ là lòng Chúa thương xót sẽ diễn ra một phép màu cho mình. Nhưng lòng Chúa thương xót sẽ chịu kỳ khi em chỉ biết sống đúng đường lối, đúng nghĩa, đúng thứ nhất phẩm của mình. Là lòng Chúa thương xót sẽ bảo vệ anh chị em. Còn anh chị em chờ một phép màu của lòng Chúa thương xót, với điều kiện anh chị em phải là những người thánh thiện, những người đầy đức, đầy công đức về anh chị em ơi. Thì chúng ta nghe Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức, ở Fatima, ở Bồ Đào Nha. Đức Mẹ hiện ra cho mấy trẻ? Ba đứa trẻ đó là đích thân người lớn.
còn khuya thì đừng có mơ con. Nhưng mà Đức Mẹ sẽ hiện ra, Chúa lòng thương xót sẽ hiện ra, với điều kiện chúng ta phải quay về con đường đúng nghĩa của chúng ta thì Chúa và Đức Mẹ sẽ hiện ra. Giờ đây anh chị sẽ bỏ ruộng nhà, bỏ cờ bạc, bỏ hút sắc, bỏ tất cả những sự ác đi, thì lòng thương xót Chúa sẽ chịu kiện, sẽ hiện ra cho anh chị em. Giờ đây anh chị em phải sống với tinh thần yêu thương người khác, lo lắng cho người khác, bác ái với người khác, nghe ở đâu người ta nghèo mình làm không được mình gửi người khác làm được. Thì khi anh chị sống với tinh thần đó thì sự kỳ diệu của lòng thương xót sẽ diễn ra nên anh chị em. Phép màu của lòng thương xót sẽ diễn ra nên anh chị em. Giờ nghe kỹ tôi nói rồi đó. Còn nếu anh chị em đến với lòng thương xót và chờ Chúa sẽ ban phép lạ cho anh chị em thì chỉ có những người đức độ cao dày đó, chỉ có những người trong trắng kìa thì phép màu mới hiện diện với những con người đó. Còn những con người tội lỗi chắc chồng như tôi với anh chị em đây, những người tội lỗi như thế này, đầu xanh đầu vàng đầu đen đầu đỏ như thế này còn khuya, nhưng mà chúng ta sẽ trở về màu vốn thì nhất định phép màu của lòng thương xót sẽ đổ tràn lên anh chị em. Với một điều kiện chúng ta phải sám hối, chúng ta phải ăn năn, chúng ta phải đi đúng đường và chúng ta phải sống đời sống bác ái cho không người khác. Chỗ này tôi cho được là tôi cho được tôi gửi cho người đó cho mình cùng. Đó là cái tinh thần đó. Mà anh em sống được tinh thần đó thì trọn niềm tin yêu Chúa đền đáp ơn tình mẹ cha. Đó, anh chị nghe tôi. Thứ bảy hôm nay chúng ta sẽ quy tụ với
là sau khi lễ này chúng ta trở về quê hương của mình, trở về nhà của mình, chúng ta sẽ dâng lại chùa lên chủ với cái nến lòng của thương xót để xin lòng của thương xót ban phước lành cho anh chị em trong đầu tháng hai này, trong đầu năm này, cùng với những người tham dự lễ lòng của thương xót xin lên cầu nguyện như sau. 161 người đã lên lòng của thương xót, 949 người đã lên chúa để được mạng, 38 người đã lên chúa xe, 16 người đã lên ba đứng, 91 người đã lên danh dự, 711 người thờ làm chúa, 850 người xin thờ chúa, 11 người đã lên các thánh, 13 người xin lên kêu gọi, 459 người xin lên bình an cho gia đình, 672 người xin lên thánh mái gia đình, 163 người xin lên thánh mái công việc, 64 người xin lên con gái nguyện hòa với thiên thần, 28 người xin lên đức tin được mến, 9 người xin lên xin lên tình cảm, 108 người xin lên soi sáng khôn ngoan, 961 người xin lên chữa lành, 43 người xin lên mạnh khỏe, 183 người xin lên vui, 17 người xin lên lời lộ, 496 người xin lên chịu bỏ, 43 người xin lên quyết định, 593 người xin lên trở lại, 66 người xin lên lời lộ, 623 người xin lên giải thoát, 73 người cầu cho ông bà cha mẹ, 18 người cầu cho các linh mục tu sĩ, 1037 người cầu cho các anh hùng, 120 người cầu cho các anh hùng hồ con, 63 người cầu cho các thanh niên, 70 người cầu cho Việt Nam 18, cầu cho cha nghe ngữ, Bio Mỹ, Áo Siêu Cộng, Phêu Võ, Long Thi Sĩ Ta Cộng, Thâu Lập, Phêu Thấy, Stephen Ken, Đức Cha Xe Thiện, Đức Cha Nguyên Nam Francisco, Tính, Dân Thi Sĩ Ta Quyền, cầu cho Thầy Cảnh Gia Lê, Thầy Lui, Thầy Thâu Lô, cầu cho 161 tinh hồn an lạc, 23 tinh hồn Úc Sino, 1 Aghetto, 9 Agata, 22 Andre, 2 Angonso, 23 Aghetto, 2 Benalo, 4 Benito, 3 Bacare, 1 Babonio, 6 Carolo, 2 Catalina, 4 Cecilia, 1 Bala, 26 Unico, 1 Elizabeth, 1 Caroline, 96 Jose, 4 Joanne, 69 cho Monticita, 9 cho Kim, 14 Cate, 4 Geronimo, 2 Henry, 46 Sanche, 11 Iasio, 16 Ine, 22 Lucia, 1 Lorenzo, 6 Uri, 430 Maria, 2 Monica, 20 Miguel, 33 Marta, 15 Martino, 6 Matthew, 1 Marco, 10 Nicola, 1 Pio, 3 95 Pio, 68 Polo, 19 Giuffre, 48 Santino, 23 Casca, 16 Samuel, 4 Rafael, 3 Rosa, 3 Stefano, 5 Simon, 15 Teresa, 24 Tora, 11 Tadeo, 6 Sante, 2 Veronica, 4 Margarita, 23 Maradona, cầu cho giáo hội bình an. Một người cầu cho giáo hội bình an. Và chúng ta hãy cầu cho nhau, tôi cầu cho anh chị em và xin ơn đời đầu cho tất cả những anh chị em có mặt nơi này, trong thế giới này. Khi sau tình đó, chúng ta hãy thành tâm, cầu xin lòng Chúa thương xót, và Chúa lành cho chúng ta. Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con biết hết lòng thờ phượng Chúa và thành tâm yêu mến mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Đức Chúa và là Chúa chúng con. Người hằng sống và hiệu trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Nhờ Đức Giêsu chúng ta hãy luôn luôn dùng lời ngợi
chăm sóc linh hồn anh em, nhưng những người sẽ phải trả lễ với Thiên Chúa. Như thế, họ sẽ vui vẻ thi hành phận sự của mình mà không than thở, bởi vì điều đó là được gì cho anh em. Thiên Chúa là nguồn mặt tình an đã đưa Đức Giêsu, Chúa chúng ta ra khỏi cái chết. Đức Giêsu là vị mục tử cao cả của đoàn chiên, là đấng đã đổ máu mình ra để thiết lập giao ước vĩnh cửu. Xin Thiên Chúa ban cho anh em mọi ơn lành để có sức thi hành thánh ý người. Xin người thực hiện nơi anh em điều đẹp lòng người nhờ Đức Giêsu Kitô. Cậu viết thư ảnh gỡ thư ảnh vào, cậu mới nói một tin là thầy ơi,
này mà không nghe con đó, là con sẽ chết liền. Thế thì bây giờ khi thầy nhận được đứa con là thầy phải yêu con, chứ nếu thầy không yêu con là con sẽ chết liền. Đố bạn nhà con sư Hương trả lời sao? Ông sư Hương trả lời cho con đó, con hay con, nếu mà thầy không yêu con thì con sẽ chết liền, mà nếu thầy yêu con thì thầy sẽ chết trước con nữa, cho nên thôi thầy không yêu con luôn. Vậy thì nếu như mà Chúa Giêsu mà không yêu đám đông này thì Chúa Giêsu sẽ chết trước đám đông này, đúng như là bao nhiêu người đã quay qua muốn chết chịu tan lỏng. Thế thì rõ ràng anh chị em thấy chưa, một cộng đoàn ngày xưa mà dân chúng chạy theo Chúa Giêsu, chạy theo các ông đồ, thì khi chạy theo như vậy thì Chúa nhìn thấy một đám đông, Chúa chạnh lòng thương, và giờ đây Chúa phải rút kiếm ra thôi, chứ còn cách nào muốn gác kiếm cho qua nữa rồi. Giờ đây Chúa rút thẻ bài ra, rút kiếm ra, nói với mọi người rằng là ta sẽ trừ quỷ, ta sẽ chúc lành, ta sẽ chữa lành cho các con. Và Chúa rút cái lệnh bài của Chúa ra, lại cha hàng ngũ con xin dâng lên cha những con người này. Có phải Chúa rút cái lệnh bài không? Phải không chị? Bây giờ một cộng đồng của chúng ta đang rút như thế thì lần dở lần, cộng đồng ngày xưa cũng vậy. Bây giờ tất cả mọi người chúng ta đang chạy theo Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót, thì khi chúng ta chạy cùng một lòng một ý, Chúa nhận lời kể hiện nhau như thế, thì chắc chắn một điều rằng Chúa sẽ không bao giờ bỏ anh chị em trong đầu trong lúc mấy ngày như vậy. Đau những cái nghèo đó, những cái mà quỷ ám của anh chị em đó, những cái bầu thai bầu khánh gì đó, anh chị em hãy giao cho Chúa hết trong thánh lễ này. Bởi vì khi mà một cộng đồng chạy theo Chúa như vậy thì Chúa chạnh lòng thương vì họ giống như là chiên không có người chăn. Bây giờ Chúa phải ra tay rút kiếm ra để mà chữa lành bệnh tật, rút kiếm ra để mà chém mấy con quỷ đó, rút kiếm ra để mà phán phán niềm ơn làm cho một đám đông như thế này, và rút một cái lệnh bài ra để nói với Thiên Chúa Cha là Cha là đứng ngàn hộ con xin ca tụng Cha vì Cha đã giấu không cho những người hiền tiết biết những cái ơn lạ mà Cha đã giao cho những một đám đông không người chăng này biết ơn của Cha. Vậy thì một đám đông anh chị em làm như thế đó, một đám đông anh chị em giờ đây trong thánh lễ này anh chị em hãy giao hết cho Chúa bệnh tật ốm đau nghèo đói đói rách lay thang quỷ hờn ma nhân dịch dần, tất cả những thứ đó anh chị em hãy giao hết cho Thiên Chúa trong thánh lễ này, để rồi Chúa sẽ chạnh lòng thương từng người một cách đặc biệt anh chị em. Cầu xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Chúng ta đi lễ thương xót để sống tinh thần thương xót người khác.
Do đó là chúng ta cố gắng để yêu thương của mình, để sống tình yêu với những anh chị em đang đau khổ nghèo khó, giống như tôi đang trở về Đại Vinh để làm nhà máy nước cho những người nghèo khổ khó ở dưới Đại Vinh. Vì thế mà cha mẹ cố gắng sống tinh thần đó để rồi tất cả mọi người chúng ta đều được yêu thương sau khi chúng ta. Và cái cây lớn mà anh chị em có trong tay đó, anh chị em hãy ráng cố gắng giữ cây lớn này. Mỗi ngày chúng ta giăng tay và chủ nhiều đốt lớn lên để xin Chúa ban phước lành và lòng thương xót cho anh chị em. Bây giờ tôi là cái nước cho anh chị em thì anh chị em trân trọng hai nước để xin Chúa chúng ta thánh hóa cho anh chị em. Ơn phù trợ chúng ta lên trên Chúa là đấng ta mạnh dạy Chúa thì anh chị em và hỡi nước làm đạo vật nhân danh Chúa Cha toàn năng, nhân danh Đức Giêsu Kitô con Chúa Chúa chúng con và vì quyền lực của Chúa Thánh Thần, ta làm phép điều này cho ngươi trở thành nước khác để xua đuổi được mọi quyền năng kẻ thù và có sức tuyệt trừ cùng chính kẻ thù từ các thiên thần của nó. Nhờ quyền lực của một Giêsu Kitô chúng con đứng sẽ đến dùng lửa mà phán xét người sống kẻ chết và thế gian. Người hằng sống ngày cũng đi muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha. Xin Chúa toàn năng là cha và con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Amen. Anh chị em nhớ hình ảnh trong Tin Mừng, chúng ta chạy theo Chúa để được sự chạy lòng thương. Sau này anh chị em chạy theo Chúa để được cơm thánh, tôi sẽ chạy vào với anh chị em. Lấy xong chúng ta chị em đi.